lằn lằn bị cả thế giới ruồng bỏ. Nhưng khi Vương Trần vừa nhìn thấy nó, anh đã quyết định mua ba con làm linh sủng. Mọi người xung quanh chê bai anh, đến cả ông chủ bán ngựa thú cũng cười anh ngu ngốc như con thằn lằn băng giá này. Nghe thấy vậy, Vương Trần chỉ cười, sau đó dùng sức mạnh ngựa thú của mình để bao bọc lấy ba con thằn lằn, hợp nhất nó thành rồng cực hàn, bá chủ thái cổ. Đúng lúc này, có tiếng chuông cảnh báo. Một người trong tổ bảo vệ vội vàng đẩy cửa văn phòng của người bảo vệ ra. Nhưng anh còn chưa nói xong, đã bị người bảo vệ đang đứng nhìn lên trời ngắt lời. Tôi biết, cấp độ nguy hiểm là đỏ. Nhìn sang tuyết rơi ở ngoài, ánh mắt của ông hiện rõ sự lo lắng. Cấp độ nguy hiểm màu đỏ tương ứng với nguy cơ đủ để hủy diệt thành phố. Một khi nguy hiểm này xuất hiện, với khả năng phòng ngự của thành phố cấp 3 Đông Lăng này, e rằng sẽ biến mất khỏi bản đồ. Thông báo cho bên thủ đô, cả Đông Lăng ở trong trạng thái phòng ngự, trận pháp bảo vệ sẽ được khởi động hết công suất. Ông nói với giọng run run, ông cảm thấy rất bất lực. Cho dù thực lực của ông đã ở mức chuyển 4, không ai ở Đông Lăng sánh bằng, nhưng đứng trước nguy hiểm màu đỏ, ông cũng không làm được gì. Mà trong thành phố, sự nguy hiểm và tuyệt vọng đang gặm nhấm người dân như dịch bệnh. Tất cả mọi người đều đang cầu nguyện. Đúng lúc này, bỗng có một tiếng gầm lớn. Khi ngẩng đầu lên nhìn, mọi người đều tỏ ra hoảng sợ. Có một con rồng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời của thành phố Đông Lăng. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của mọi người đều toát ra sự ngỡ ngàng. Con rồng đó dù có rất yếu cũng là sinh vật cực mạnh ở cấp thần thú. Sao nó lại xuất hiện ở thành phố Đông Lăng? Sau đó lại có tiếng rồng gầm. Con rồng ngẩng cổ lên trời, thân hình đồ sộ đã cuộn tròn lại trên trời, sau đó sải cánh bay lên cao, biến mất sau tầng mây. Người bảo vệ của thành phố cùng những người cầm quyền của công hội, tập đoàn lớn đang ngồi dài bất lực ở dưới đất. Đồng thời họ cũng đưa ra mệnh lệnh giống nhau, phải điều tra được nguyên nhân mọi chuyện xảy ra trong hôm nay. Mà lúc này, Vương Trần không biết tổng thú hợp thành của mình lại gây ra ảnh hưởng lớn như vậy. Anh tò mò nhìn con rồng cực hàn trước mặt. Lúc này, nó vẫn còn là một con rồng nhỏ, thuộc tính đều đạt tới 500. Nhất là khi xem tới phần kỹ năng, làm cho anh phải chảy rãi vì ngưỡng mộ. Không hổ là tổ thần thú, vừa mới chào đời đã có thiên phú cấp 3S. Hơn nữa mỗi lần lên một cấp, chắc chắn sẽ thức tỉnh một kỹ năng cấp 3S. Bế lấy chú rồng mát lạnh này, Vương Trần không nỡ thả nó xuống. Bây giờ còn ai dám nói thằn lằn băng giá là thứ rác rưởi nữa. Anh sẽ tát người đó. Sau đó, anh đã ký khế ước với con rồng, nghề ẩn gì đó đều tránh xa ra. 3 ngày sau, trước sảnh công hội thần hy chật kín người. Những người chuyên nghiệp tới đây đang bàn tán xôn xao, tìm kiếm đồng đội cùng hoàn thành nhiệm vụ với mình. Từ 700 năm trước, ý chí trời đất trỗi dậy. Diện tích của trái đất được mở rộng thêm hàng nghìn lần. Xuất hiện nhiều phó bản mật cảnh và bản đồ dã ngoại. Cả trăm năm nay, ngày nào công hội mạo hiểm cũng đều náo nhiệt như hôm nay. Tên khốn Vương Trần kia đã đồng ý lập đội với mình vậy mà còn dám tới trễ. Tức xì ếch mất thôi. Một cô gái xinh đẹp nhìn vào đám đông huyên náo, mặt cô ngày càng sầm lại. Cô chính là Tư Đồ Ngọc. Mà lúc này, một anh chàng giàu mỡ vừa cười vừa chen ra khỏi đám đông. Bạn Tư Đồ Ngọc, không ngờ mình có thể gặp cậu ở công hội mạo hiểm. Đúng là quá trùng hợp. Ở thành phố Đông Lăng, Tư Đồ Ngọc là một cô gái giỏi giang, có gia thế hiển hách, vẻ ngoài xinh đẹp, còn đã chuyển nghề thành công, là một cung thủ lốc xoáy, ngành nghề đặc thù, tương lai vô cùng rộng mở. Con cháu của các tài phiệt của thành phố Đông Lăng đều coi cô như nữ thần. Anh chàng giàu mỡ kia tên là Trần Hạo, là con một của tập đoàn tài phiệt họ Trần. Tuy trông hơi giàu mỡ, nhưng lại có thiên phú giỏi. Trong buổi lễ chuyển nghề vào 3 hôm trước, anh đã thành công có được nghề chiến đấu, pháp sư băng giá. Trong tất cả các học sinh chuyển nghề năm nay, anh cũng được coi là đặc biệt. Hơn nữa trong nhất trung Đông Lăng, anh chính là người theo đuổi cuồng nhiệt của Tư Đồ Ngọc. Bạn Tư Đồ Ngọc, cậu đang định tới vùng dã ngoại trước khi nhận nhiệm vụ sao? Xem ra cậu vẫn chưa có đồng đội, chi bằng đi cùng tớ. Lúc này, Trần Hạo đi lên trước, nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Ngọc, nhưng Tư Đồ Ngọc quay người lại và nhìn thấy anh, liền tỏ ra vô cùng chán ghét. Trần Hạo đứng hình, nhưng anh cũng không tức giận. Tư Đồ Ngọc là cô gái lạnh lùng được cả trường công nhận. Từ chối tất cả mọi người, bạn Tư Đồ Ngọc, một mình tới đó rất nguy hiểm, chắc cậu cũng biết. Cậu thật sự không cần phải đẩy người khác ra xa như vậy. Trần Hạo tiến tới nói, tớ là pháp sư băng giá, trước khi tới đã lập sẵn nhóm với mấy bạn rồi, đội có đủ các thành viên cần thiết, cậu vào nhóm với bọn tớ chắc chắn rất an toàn, hơn nữa lên cấp cũng nhanh. Khi nói, như giúp lời nói của mình có tính thuyết phục hơn. Trần Hạo vẫy tay, có 3 anh chàng kiêu ngạo đi ra khỏi đám đông. Quả thực như Trần Hạo đã nói, nghề nghiệp của mấy người vô cùng ăn nhập, chiến sĩ, sát thủ, mục sư, cộng thêm pháp sư là anh. Đây là đội hình 4 người thường gặp, mà nhìn kỹ lại có thể phát hiện, trang bị của 3 người đều rất ổn, còn phát sáng, đây là trang bị cấp đồng xanh, trong đám người mới nổi. Đội như này có thể gọi là đội ngũ hàng đầu. Sau khi nói xong, anh đã mong chờ nhìn sang Tư Đồ Ngọc. Anh cảm thấy cô sẽ đồng ý với mình, nhưng cô lại liếc nhìn anh một cái, trên khuôn mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm gì. Không thích. Nói xong, cô quay đầu nhìn vào đám đông, thường xuyên lọt top đầu của trường. Đương nhiên cô có kiêu ngạo, loại người dựa vào may mắn mới có được nghề nghiệp tốt như Trần Hạo đương nhiên sẽ bị cô khinh thường. Hôm nay cô tới công hội là có việc cần làm, sao có thể để anh ta ngáng đường làm hỏng chuyện của mình được. Nhưng nhìn vào dòng người đang di chuyển, ánh mắt của cô ngày càng đen lại. Tên khốn Vương Trần này, không lẽ định cho mình leo cây sao?
Cô tức giận nghĩ, dậm mạnh chân. Trần Hạo thấy vậy, liền biết được cô đang chờ ai đó, nên cũng thấy bực bội. Sau khi trở thành pháp sư, anh cũng được coi là thiên tài ở trường, còn có ai có tư cách lập nhóm với Từ Đồ Ngọc hơn anh chứ? Hơn nữa còn dám để cô đợi. Mắt anh sầm lại, đi lên trước. Bạn Từ Đồ Ngọc, xem ra cậu đã chọn được người để lập nhóm rồi, không biết là thiên tài nào của Đông Lăng. Anh vừa cười vừa hỏi, nhưng trong lòng đang cười nhạt. Anh phải xem ai dám cạnh tranh với mình. Nghe thấy vậy, Từ Đồ Ngọc không thèm để ý. Lúc này cô bỗng cảm nhận được gì đó, liền nhìn ra phía cổng, ánh mắt sáng lên. Một anh chàng điển trai đang đi từ ngoài vào, tuy mặc đồ bình thường nhưng lại toát ra khí chất đặc biệt. Nhìn thấy anh, Từ Đồ Ngọc định đi tới, nhưng cô lại nghĩ tới anh dám tới muộn nên đã lạnh mặt lại. Mình cũng cần mặt mũi chứ. Sau khi đi vào sảnh công hội, Vương Trần lập tức nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó giữa đám đông. Tuy ở đây có rất nhiều người mạo hiểm, nhưng khí chất đặc biệt của Từ Đồ Ngọc đã lấn át hết những người khác. Xin lỗi, có hơi kẹt xe. Nghe thấy vậy, Từ Đồ Ngọc hứ một tiếng, cố tình lạnh mặt, nhưng thực ra đang rất vui. Tên khốn này, may mà còn biết giải thích. Nghĩ tới lúc trước Vương Trần toàn tỏ vẻ không màng sự đời, cô đã quên bén mất những chuyện không vui. May mà cậu hiểu chuyện như vậy, hôm nay tôi sẽ tha thứ cho cậu. Từ Đồ Ngọc mỉm cười, chúng ta mau tới chỗ Lễ Tân nhận nhiệm vụ đi. Sau đó liền nhảy chân sáo tới chỗ Lễ Tân. Nhìn thấy vậy, Vương Trần trợn tròn mắt. Hay lắm, mình chỉ mới tới muộn một phút, sao cậu lại nói như mình có tội vậy? Anh lắc đầu bất lực, sau đó đi nhanh theo cô. Nhưng anh vừa mới di chuyển, bỗng có người đi tới chặn anh lại. Vương Trần, thật sự là mày, mày chỉ là bậc thầy ngự thú, còn không có sủng thú, vậy mà cũng dám tới nhận nhiệm vụ, có phải mày không biết chữ CSS viết thế nào không? Trần Hạo vênh mặt lên nhìn, khi nói tới bậc thầy ngự thú, anh còn nói rất to. Anh vừa dứt lời, đám người mạo hiểm đang ngắm trai xinh gái đẹp đã xì xầm. Bậc thầy ngự thú loại to, không phải chứ, thật sự có người đen đủi vậy sao, lại có được cái nghề này? Nghe nói đây là nghề đốt tiền nhất lịch sử, đừng nói tới tài phiệt, cho dù là sức mạnh của cả đất nước cũng không nhằm nhò gì. Mọi người đã nhìn về phía Vương Trần, ánh mắt tràn ngập sự thương hại, đẹp trai như vậy mà lại có nghề rác rưởi tới thế, đúng là đáng tiếc. Vương Trần cảm nhận được ánh mắt của mọi người, liền nhăn mày, bực bội nhìn sang Trần Hạo. Nhưng chỉ cần nhìn qua, anh liền hiểu, chắc đây là phiền phức do Từ Đồ Ngọc tạo ra. Mày là ai? Trần Hạo không ngờ Vương Trần không biết mình, sắc mặt trở nên khó coi hơn. Mày giỏi lắm Vương Trần, mày đã không còn là học sinh giỏi luôn ở trên cao nữa, mà chỉ là người ngự thú rác rưởi, vậy mà cũng dám vênh váo như vậy. Vậy thì sao? Nghe thấy vậy, Vương Trần cười, tao nói cho mày biết, mày rác rưởi như vậy phải tự biết thân biết phận, còn muốn trèo cao. Trần Hạo tức giận, nói với giọng điên rồ, tao khuyên mày nên vạch rõ ranh giới với Từ Đồ Ngọc, nếu không mày sẽ không biết mình CSS như nào đâu. Nghe thấy vậy, Vương Trần lắc đầu, nhìn sang Trần Hạo. Lúc này, anh càng chắc chắn Từ Đồ Ngọc là kẻ hay gây rắc rối. Rõ ràng là cô tự nhiên tiếp cận anh, nhưng trong mắt người khác lại thành anh trèo cao, đúng là nực cười. Với kẻ ngốc như Trần Hạo, Vương Trần cảm thấy nói thêm với anh ta là sỉ nhục bản thân. Sau khi lắc đầu, anh đã định đi về phía Lễ Tân. Thấy anh bất cần đời như vậy, Trần Hạo càng tức giận hơn, sau đó định chặn Vương Trần lại, nhưng anh vừa mới giơ tay ra đã bị đánh thụt lại. Sức mạnh cực lớn là Trần Hạo loạng choạng, sau khi rút tay lại, Vương Trần lấy giấy lau tay, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Hạo, không buồn để ý mày, mày đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Thấy sắc mặt Trần Hạo sầm lại, việc Vương Trần lấy khăn lau tay làm anh cảm thấy mình bị sỉ nhục, mặt đã đỏ ửng. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ bị tủi thân tới vậy, đi đến đâu cũng được mọi người tung hô, chưa có ai dám động vào anh. Trần Hạo cười, ánh mắt trở nên hung tợn, Vương Trần, dám đánh tao, có phải mày không biết từ CSS viết như nào không? Nghe thấy vậy, Vương Trần bật cười, ánh mắt lạnh lùng, xin lỗi, tao thật sự không biết đó, nếu như mày không biết, tao có thể dạy mày. Nói xong, Vương Trần đã đi lên, nhìn xuống Trần Hạo, cảm nhận được hơi lạnh trong ánh mắt anh, Trần Hạo vô cùng hoảng loạn, nhưng ngay sau đó anh đã lại vênh mặt lên, mày có biết tao là ai không? Trần Hạo hét to, bố tao là tài phiệt xếp thứ 5 của Đông Lăng, có khối tài sản mà cả đời này mày không dám nghĩ tới. Tao là con trai độc nhất của nhà họ Trần, có thân phận cao sang hơn mày nhiều. Nói xong, anh đã lườm Vương Trần, mày còn muốn dạy tao, sao không xem lại bộ dạng rách rưới của mày đi? Có rất nhiều người vốn dĩ đều đang chú ý tới họ, dù gì cảnh ghen tuông của đám thanh niên mới lớn này là niềm vui hiếm có của họ, nhưng sau khi nghe thấy Trần Hạo nói như vậy, họ lại bỗng thảo luận quyết liệt, dám tranh giành với thiếu gia nhà họ Trần. Thằng nhóc Vương Trần này đúng là rất can đảm. Mà nghe thấy vậy, Vương Trần vẫn nhìn thẳng vào Trần Hạo, thậm chí còn có vẻ chế giễu. Vậy thì sao, mày nâng cao bản thân mình như vậy mà nữ thần của mày lại không thèm đoái hoài? Vương Trần cười, không coi Trần Hạo ra gì, loại con nhà giàu như này đều là dạng ngứa đòn. Nói xong, anh đã quay người đi về phía Lễ Tân. Trần Hạo bị đả kích, nhìn anh với ánh mắt bốc lửa, mày lại dám sỉ nhục tao như vậy. Trần Hạo đi nhanh tới, định chặn Vương Trần. Đúng lúc này, có một bóng người đã chen vào giữa họ. Trần Hạo, tôi nói lại một lần nữa, cậu cút xa ra đi. Vương Ngân là đồng đội mà tôi đã chọn, cậu dám nghi ngờ cậu ấy, ngứa đòn sao? Từ Đồ Ngọc lạnh lùng nhìn Trần Hạo, cô vô cùng tức giận. Trần Hạo nhìn cô với vẻ khó tin, vô cùng tủi thân, có phải cậu điên rồi không? Sao lại lập nhóm với kẻ rác rưởi như Vương Trần?
Cậu nhìn cậu ta ăn mặc rách rưới như này, còn mặc đồ cho người mới. Trần Hạo rất bực bội, anh không thể ngờ được, nữ thần của mình lại bảo vệ tên Vương Trần này tới vậy. Một người là tiểu thư nhà giàu, một kẻ có nghề nghiệp rác rưởi, chỉ mặc được đồ cho người mới. Khoảng cách giữa họ rất xa, hơn nữa điều làm Trần Hạo bực bội hơn là, trong mắt Tư Đồ Ngọc, thiếu gia như anh, lại không bằng Vương Trần. Vậy thì sao? Tư Đồ Ngọc nhìn Trần Hạo với vẻ ghét bỏ, không quan tâm, cho dù Vương Trần chưa chuyển nghề, cũng tốt hơn loại rác rưởi như cậu. Nói xong, cô quay sang Vương Trần, đừng có để ý loại người này, chúng ta mau đi đăng ký đi, sau khi nhận nhiệm vụ sẽ tới núi Vạn Thú. Nói xong, cô đã kéo tay Vương Trần, đợi anh đến chỗ quầy, không còn dáng vẻ vênh váo như khi nhìn Trần Hạo. Cảnh này làm những